Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèpeo. Lâu rồi không đi hóng hớt sảnh liên thông lúc buổi đêm các bạn ạ. Hiện tại đang là tầm khoảng là đây 2 giờ 14 phút các bạn nhá. Đó, 2 giờ 14, 2 giờ 15 phút rồi này. Đây, bấm vào đây để dễ nhìn hơn này. Đó, 2 giờ 14 phút ngày 23 tháng 10 các bạn ơi. Ôi, lâu rồi không đi hóng hớt sảnh liên thông buổi đêm. Xem tình hình dạo này buổi đêm trong mini world nó có gì hay ho và thú vị hay không các bạn nhá. Đấy, cuộc chiến khủng long à, toàn phòng máy chủ các bạn ạ. Phòng máy chủ chắc là thôi nhá. Phòng máy chủ thứ nhất là vào nó khá là lag các bạn ạ. Đấy, thứ hai là gì nhỉ? Nhiều khi là toàn mấy cái người ở đâu đâu á, nhiều khi tôi chat trả theo trả lời bạn ạ. Thế mới kỳ cơ. Như kiểu bot hay sao tôi cũng không hiểu lắm bạn ạ. Rồi. Ôi. Bug hát này vẫn đông người mở ấy nhỉ. Ủa, có mở phòng 40 người này, một chọi 100 à. Mặc dù mở phòng 40 người chỉ có 3 người vào thôi đúng không? Không sao, tôi cứ vào bạn ạ. Đấy, cứ mở màn bằng mấy cái map 2 trước đi. Để xem là mọi người hỏi xem là vì sao mọi người không đi ngủ lâu rồi không đi sảnh liên thông, biết đâu vào đây xem map này có gì mới không. Về cơ bản vẫn thế bạn, đồ đạc chắc bán là vẫn vậy, súng bắn trẻ trơ bu trứng si và bóng ma này thôi, đồ vẫn thế bạn. Ôi cái gì mà thả lắm đàn vậy, what, ôi có gì mà lắm đàn vậy. Ô bay cái gì mà lắm đàn. Ô đặt gì mà đặt lắm đàn với nào, khiếp thật bạn. Ô mà sao mọi người không chắc gì, mọi người cứ nhảy tưng tửng vậy. Ủa không ai nói gì nhưng mọi người cứ chạy vòng à. À đặt rất là nhiều đàn à. À ok để tôi đợi xem có ai đó nói gì không đã. Ở trên để nhiều đàn đấy. Ơ, không ai nói gì với nhau luôn bạn ạ, mọi người cứ chạy lăng quanh nhưng không ai nói gì với nhau cả. Ơ tôi đang chờ đợi ai đó nói gì đây. Ủa ai đó nói gì đi, thôi không ai nói tôi nói trước vậy. Xin chào. Ơ ảo thật đấy bạn ạ. Ơ sao skin này giống Simi nhỉ. Rồi tôi đi này, skin cái bạn An Chan này trông nhìn giống skin Simi bạn ạ. Ngày trước nhỉ, trông khá là giống đấy. Ơ không mà trả lời luôn bạn ạ. Ủa hỏi gì cơ. Ủa không ai trả lời luôn mà. Ê không ai trả lời đúng không. À không ai trả lời à, không ai trả lời đúng không. Ok bạn ơi, từ từ nha, không ai trả lời đúng không, từ từ. Ơ không được à. Ơ không được, chạy cái chạy không kịp. Ơ nó hiển thị bực kìa. Ơ nó hiển thị có bot rồi kìa. Ơ hồi trước con bot là bị lỗi bạn ạ, nó không hiển thị, bây giờ con bot hiển thị bực rồi. Đứng ở đây mà nó cũng đánh được ra vãi chuồng ạ, ghê vậy ta. Không ui ông mày cầm kiếm cái kem lên rồi, không ai trả lời đúng không. Tôi chốt thêm một con nữa ở chỗ hồi sinh luôn. À chạy thôi. Rồi xong luôn, chặn tứ phía bao vây luôn. Gió bể xong luôn, gục ngã luôn. Gục ngã luôn. Ê, từ tôi chặn một con ở đây xong chặn một con bên kia nữa là khỏi đi bạn ạ, khỏi di chuyển á, chặn bốn góc luôn là ừ, chặn bốn góc là coi như là mọi người khỏi di chuyển đúng không anh em nhỉ. Ê tôi thấy thì chồn quá ta, chặn bốn góc là mọi người không đi, là không đi luôn á, không ai chat gì hết vậy. Ủa sao vẫn không ai chat gì bây giờ. Ủa sao chứ vậy. Mic á, mic anh à. Ôi dồi, thôi không phải mic đâu, không bật mic. À ba ông này chơi chung với nhau cho nên là bật mic nói chuyện. Trời ơi thôi không bật mic được ra là thế bạn ạ. Bảo sao thế không hết gì, hóa ra ba ông này chơi chung với nhau bạn ạ. Trời ơi sao chưa đi ngủ hay là mới ngủ dậy. Hỏi thử cái bạn ạ, hỏi xem là sao chưa đi ngủ hay là mới ngủ dậy đây. Chưa ngủ nữa, trời ơi anh em bao nhiêu tuổi rồi. Ủa mai không đi học sao, mai là thứ mấy nhỉ. Ủa, hôm nay là thứ mấy nhỉ, hôm nay là thứ tư mà, thứ
thứ tư mà sao không đi học ạ? À? Họ mới học đại học nhá. Họ có thể đi làm rồi bạn ạ, chắc thế. Ủa, 2K10 là năm nay mới có 14 tuổi mà. Ủa, không phải đi học à? Ủa, không phải đi học à? Trời ơi, ủa sao không phải đi học sao mà giờ này vẫn chưa ngủ ta? Không phải đi học mà sao giờ này vẫn chưa ngủ? Hơi giờ 2 giờ hơn rồi, 6 giờ phải đi trường để học, đi ăn sáng các thứ rồi. 6 rưỡi là phải ra khỏi nhà, 7 giờ học rồi. Còn có 4 tiếng nữa, 4 tiếng nữa mà chat đi. Ừ, chắc là học ca chiều, bạn lại tôi đoán là học ca chiều cho nên là ngủ bù buổi sáng à? Ừ, học ca chiều xong ngủ bù buổi sáng các bạn ạ. Ảo thế nhờ, kích không, không sợ bị kích. Không sợ bị kích, ổn lắm, bật loa bị ổn lắm. Thôi không nói chuyện đâu. Ôi té đây, đi gọi phòng khác đây. Rồi hóng đi thôi bạn lại, đi hóng phòng khác bạn ơi. Nhưng mà phòng nào nó hai mắt lại khác nhau à? Skidibi toilet này có mấy chủ rồi, thôi bạn á. Bảo hiểm nào, xem có mắt sinh tồn nào hay không bạn ạ. Mắt sinh tồn là mang mở à? Sáng tạo bạn nào, không có mắt sáng tạo đã mở luôn. Đa phần giờ này mở toàn mắt hát bạn ạ, mắt xây nhà này. Có bạn này, mắt này chút mình vào rồi bạn ạ. Mắt xây nhà, mắt trang trí nhà này. Ô bạn Kim Me này, vào thử mắt trang trí nhà đi. Vào hóng thử xem như nào bạn ạ. Lâu rồi không vào mấy cái mắt sáng tạo này, để vào hóng xem. Giờ này trang trí nhà kiểu Halloween đẹp bạn ơi. Đang sắp đến Halloween này. Giờ trang trí Halloween là ok một chút. Ủa sao có tuyết rơi tùm lum này? Ủa hơi lag nhỉ? Ủa như hơi lag bạn ạ. Ủa sao để tầm nhìn rất xa bạn ơi? Để vừa phải đâu. Không sao vẫn lag nhỉ? Cảm giác nó cứ bị giật giật. Hello, chủ mát tên là Kim Me. Bạn Kim Me đâu? Đây đúng không? Vào tham quan nhà cái. Hello, chào bạn. Xin chào. Bạn này làm ui Pepsi vị chanh không calo luôn này. Wow. Ê, chủ cửa hàng ơi, bán cho tôi một cái bánh gì nhỉ, xem cái gì không, bánh một cái bánh bánh cookie đây, cho ba cái bánh cookie đây, với cả một lon Pepsi vị chanh có calo đây rồi. Chúng ta đặt được cái gì đấy bạn ạ? Bánh mì bạn ạ. Wow, bánh mì. Bánh mì nhìn ngon bạn ạ, bánh su kem hay sao này? Bánh mì Pháp bạn này. Nhìn ngon biết chứ, bên này là phòng ngủ bạn ạ. Chắc là phòng ngủ cả phòng làm việc của chủ cửa hàng bạn ơi. Quá mồm, một cái tiệm bánh bạn ạ. Được chứ nhờ, bàn ghế kê các thứ rất là gọn gà bạn, có thảm thiết các thứ, cửa sổ hơi ngược. Cửa sổ lại lõm từ bên ngoài xong rồi lồi bên trong mà. Cần thôi kệ đi bạn, chắc bạn thích thế. Đèn hơi nhiều bạn ạ, hơi chói mắt nha. Cửa hàng này chắc tốn điện lắm này. Không biết là doanh thu có đủ để trả tiền điện không bạn ạ. Nhìn mà lắm đèn thế. Bán một ngày bánh không biết có đủ để trả tiền điện không bạn ơi. Trời ơi nhìn này, toàn đèn là đèn bữa này, không biết đủ trả tiền điện này bạn ơi. Phòng ngủ thì còn đỡ này đấy, đấy. Thích cái đèn kiểu này nhìn còn đỡ này bạn ạ. Đó, nhưng mà quả đèn này dìm. Ui dồi ôi, này tôi sợ là tiền bán bánh bán nước không đủ để trả tiền điện các bạn ạ. Ảo thật đấy. Nhiều khi không đủ để trả tiền điện. Bữa chứ ở trên tầng trên nào. Ui, chỗ này mà làm thêm mình. Ui, ngồi vẽ tranh bây nhỉ. Ngồi vẽ tranh ăn bánh à. Ui, nghe dịch vụ vẽ tranh ăn bánh mình ạ. Bình thường tôi hay kiểu cà phê bánh trà tô tượng không. Ê, chuyển qua dịch vụ cà phê vẽ tranh cũng như hợp lý nhở. Nhưng mà dành cho người nào biết vẽ nhá, chứ tôi chỉ biết vẽ người que bên này, chỉ biết vẽ cái gì. Bên này có cái gì đấy. Nhà của bạn nào đó này. Bên này nhà của bạn nào đó bên này. Vừa vào một cái bể cá rất là đẹp bên ơi. Được cái chú. Xong bên này là một cái phòng tắm bên này. Wow. Xong phòng tắm thì có cái cửa, xong bên này chắn mấy cái cờ này. Thiết kế kỳ vậy. Chắc đây là chỗ tắm đứng này bên ơi. Đây là bồn tắm này, có khăn tắm mấy thứ này, xong có cả cuộn giấy vệ sinh hình đầu lâu bạn ạ. Ok, lavabo cho để khăn bạn ơi. Đây là căn bếp này, lò vi sóng, bếp nướng các thứ, bếp ga các kiểu bạn ạ. Ui, ngồi cái này mà để cái quạt điều hòa nó thổi thẳng vào người này chắc là bị ốm ngay bạn ạ.
cái phòng tiếp khách này, để chậu cây trang trí bận ạ. Ok, đây tầng trên nào, tầng trên lại là một cái phòng tiếp khách nữa, một phòng chơi game mà. À, bên này một cái ban công, một cái bộ bàn ghế này, ngồi ngắm cảnh chiêu chiêu này. Bên này chắc là phòng ngủ rồi, nó phòng ngủ đơn giản cộng phòng làm việc PC bận ạ. Wow, có PC mà nó không có thùng PC bận ạ. Ồ, đây có cả bán bánh cái thứ này, bánh cái kiểu bán sô cô la, tủ lạnh này. Bên này một cái phòng, một cái bàn làm việc, bàn học tập chứ. Có cửa sổ nhìn ra ngoài bên ạ. Được chút nhờ. Chúng ok đấy bên ạ. Đây là một gì đây? Một cái tiệm bánh. À, tiệm bánh này cạnh tranh với cả tiệm bánh. À, bạn này định mở tiệm bánh cạnh tranh với cả tiệm bánh ngoài trời. Đây là tiệm bánh trong nhà có chỗ ngồi, gọi là ngồi mát mẻ hơn. Còn đây là tiệm bánh ngoài trời bên ạ. À, cũng có bán Pepsi vị chanh có calo này bên ơi. À, bên này tiệm bánh này là chỉ mua để mang ra ngoài ngồi cho bên ạ. Đây là chỗ ngồi nhân viên thôi. À, rất là nhỏ nhắn vậy thôi bạn, ngồi bằng ghế đó. Mà không được bạn ạ. Mà không được, mà không được. Đã bởi vào cửa nè. Bên trong này bán, bên này cũng có bánh kem, bán cả hamburger này, trà sữa luôn này, bán sô-cô-la, bán đủ các thể loại bánh donut này. Bên này có cả thậm chí có cả kem bắp luôn à, bánh mì các thứ có đủ cả bạn ạ. Ok, bánh kem đủ hết rồi, máy tính tiền này. Cái cửa hàng này chỉ có mua xong rồi đem ra ngồi ngoài với bạn đâu. Bên kia là VIP hơn, có cả phòng cái thứ, che mưa, che nắng các bạn ạ. Bên này ngồi ngoài trời chiêu chiêu. Cái này tôi nghĩ thích hợp để ngồi kiểu buổi chiều chiều tối á. Đấy, tầm khoảng 4-5 giờ chiều ngồi đẹp lắm bạn ạ. Còn cái này mà ngồi buổi trưa thôi, nóng chết luôn bạn ạ. Nhìn này, mặt trời thẳng vào đầu cái này, nó thì thôi. Chúng ta ngồi bên kia nhá. Còn tầm khoảng sáng sớm á, tầm khoảng 7-8 giờ sáng, hoặc là 4-5-6 giờ chiều ấy, tầm 5-6 giờ chiều ấy, thì ngồi quán này là ok la bên vào tối đấy. Là ngồi buổi tối ấy, kiểu như là sau giờ cơm mọi người hẹn nhau ở đây ngồi chiêu chiêu đấy, tầm khoảng 7-8 giờ tối, 8-9 giờ tối bạn ngồi đây cũng được. Còn mình ngồi tầm trưa chiều tầm khoảng 10-11-12 giờ là 3-4 giờ chiều mình nghĩ là nên ngồi quán này bạn ạ. Đấy, nên ngồi quán này này. Đó, lắp vào điều hòa lắm mà, đói không? Hiện đại như này cơ mà, này quán này thấy đầu tư thứ ấy bạn ạ. Nhờ về không gian thì cái từ mát này có vẻ ok hơn, cây cối thứ thân thiện. Nói chung là tùy mọi người thích ngồi quán nào ngồi bên á. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có gì đó gì muốn mình làm dùm nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.